Ôi, mình xin kính chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình làm cái video này thì trời đang mưa, các bạn thấy nè, mưa nổi nước hơn trước rồi các bạn ơi, mưa quá trời mưa rồi. Mà trong cái video này có cái tiếng ồn của trời mưa, các bạn thông cảm bỏ qua cho nha. Thì ở đây thì mình đã bông được một cái lưới chặn bụi một thùng rồi nè các bạn, một cái rồi nè. Thì còn một cái nữa mà mình đang thiếu các bạn. Mình đang thiếu cho nên là mình chuẩn bị đi mua để về bông để giao cho khách. Thì trời bất chợt mưa lớn quá nè, cho nên là mình đi không được. Thì sẵn đây mình làm cái video luôn. Mình làm cái video mình gửi cho tất cả các bạn luôn. Rồi để mà mình khi mà mình bông lưới xong thì mình đã giao khách gấp các bạn ơi. Cho nên là mình sợ là không có làm được cái video nữa. Đó. Thì hồi lúc trước cũng vậy đó, mình đóng được cái cặp súp 40 đó các bạn, mà lắp ráp cho cái loa Thái Lan đó. Thì mình cũng đã hứa là mình sẽ test cho các bạn nghe đó. Nhưng mà tới cuối cùng rồi, cái anh khách đó là ảnh đi show gấp quá, cho nên là mình giao cái cặp súp đó cho ảnh luôn. Rồi xong rồi cuối cùng tới bây giờ cũng không có thời gian để mà làm được cái video đó luôn đó. Thì các bạn thông cảm bỏ qua cho. Thì chừng nào mình rảnh mình mới đi được các bạn ơi. Còn bây giờ thì nói chung thật sự thì quá bận rộn. Tại vì lúc này đơn hàng bên mình là còn rất là nhiều nha các bạn nha. Các bạn coi mưa tạt quá trời luôn nè. Nhưng mà không sao, cái này thì tạt chút đỉnh không nhầm gì đâu. Ở đây mình sơn thì cái độ chống thấm rất là cao, nên là mưa gió như thế này thì chút đỉnh không nhầm nhòi hết nha các bạn nha. Mình vẫn quay bình thường. Thì hôm nay các bạn thấy không, những cái quai mà những cái đường nét đó mình làm, các bạn thấy là khi sơn xong rồi nó coi rất là được nha các bạn nha. Nói chung thì mình nói đẹp á thì các bạn nói thì mình mèo khăn mèo dài đuôi nha các bạn đó, nhưng mà các bạn thấy không, coi được đó, cái quai sách này kia các bạn thấy nè, rất là chắc chắn nha các bạn nha. Đó, vả trên đây cũng thấy nè đó. Các bạn thấy không, các bạn thấy mình dạ lên cái bóng đèn thì các bạn thấy những cái nét sơn của mình, các bạn thấy không đó, cái nét sơn của mình như vậy đó. Thì nói chung cái điện thoại của mình nó cùi bắp quá các bạn ơi, cho nên là mình quay những cái gì đó nó cũng hơi có chút hơi mờ rồi này kia, các bạn cũng thông cảm bỏ qua. Rồi thì bây giờ mình sẽ quay cái phía sau lại cho các bạn thấy cái dắt mà bài ở sau nha các bạn nha, cái bài ở đằng sau để cho các bạn kết nối cái tín hiệu vào. Đó, thì đây là cái phía sau đó các bạn. Ở đây thì mình có xài cái dắt ở trong mình bắt ra nha các bạn nha. Cái bài này được làm rất là chắc chắn. Đó, thì nói chung thì mình làm theo cái khả năng mình nha các bạn nha. Nói chung thì thật sự mà mình cũng cố gắng hết sức rồi các bạn ơi. Đó, tại vì nói chung mà những cái anh khách mà anh đặt mình á, hoặc là các bạn có đặt mình á, thì mình luôn luôn làm hết mình. Là tại vì những cái tấm chân tình của tất cả các bạn là trên mọi miền đất nước đã đặt cho mình, thì lúc nào mình cũng cố gắng hết sức. Đó, thì ở đây hôm nay cái tấm lưới này mình cũng sơn xong rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ quay sơ lại cho các bạn thấy nữa. Thì cái điện thoại của mình tại bữa đó là nó hết dung lượng các bạn ơi, cho nên là mình quay không có được nhiều, với lại mình nói chưa có cặn kẽ mấy. Đó, thì các bạn đã thấy rồi đó. Thì ở đây thì nó có hai cái miếng la nha các bạn nha. Hai cái miếng la mình nhập lại nè các bạn thấy không? Bởi vì cái độ mà nói về cái độ chắc chắn thì khỏi nói rồi các bạn. Khỏi nói rồi. Đó, và ở đây mình sẽ là quay cho các bạn thấy là những cái con ốc mà nó tương ứng với lại cái miếng lưới rồi các bạn. Nè các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy mình làm bằng keng luôn nè. Đó, đây mình làm bằng keng luôn. Ở đây và mình cũng làm bằng keng luôn. Đó. Các bạn thấy là những con ốc nè. Đó, những cái con ốc đó thì nó được ép cái miếng lưới này vô các bạn. Thì để ở đây mình quay ăn trước nè các bạn dễ thấy nè. Đây. Các bạn thấy là những cái miếng này nè. Đó, những cái miếng này nè các bạn. Đó, khi mà chúng ta dặn thì cái cạnh này nó sẽ được chịu vào cái phía dưới này, thì bắt buộc cái miếng lắc kê này nó các bạn, nó không bao giờ nó xây được các bạn nha. Đó, cho nên là các bạn cứ siết ốc thì nó sẽ ép vào. Đó, nó ép vào nó sẽ giữ cái miếng lưới chúng ta lại. Đó, thì cái phản giữa cái gân này thì nó sẽ là tương xứng với lại cái gảnh này các bạn ha. Các bạn sẽ đóng nó vô đây, xong rồi các bạn đấu ở đây bằng ép vô, xong các bạn siết 6 con ốc hai phía là xong. Đó, thiết kế của mình thật sự mà nói thì không biết có đẹp hay không thì không biết thiệt, nhưng mà thật sự rất là kỳ công các bạn ơi, cực kỳ là kỳ công. Đó, thì nhiều khi á
các bạn cũng muốn mua một cái món hàng gì đó thì các bạn cũng phải thích ở cái mẫu nó như thế nào, hoặc cái yêu cầu của bạn như thế nào. À, thì ở đây thì mình làm theo cái ý của mình thôi. À, chủ yếu là mình muốn bảo vệ cái vỏ thùng mình cho nó chắc chắn thôi các bạn. À, còn nhiều khi á, các bạn thấy có cái lằn giữa này nè, nó không được đẹp lắm. Đó, thì các bạn cứ việc nói với mình sẽ sửa đổi nó lại. Chứ thật sự mà nói á, cái lằn giữa đó, cái thứ nhất á, là nó tạo được cái kiểu các bạn. Và cái thứ hai nữa, nó chịu được cái lực rất là nặng. Cực kỳ là chịu lực nặng luôn. Cho nên là về cái vấn đề mà nói móp lưới thì thật sự nó rất là khó khăn này các bạn à. À, tại vì ở đây á, mình cái lưới hồi đó giờ mình nói với các bạn rất là nhiều lần, cái lưới ở đây mình chưa có mua được cái lưới dày các bạn. Và cái lưới, những cái lưới mà của các cái công ty mà người ta dập sẵn đó, thì mình mua về nó có cái kích cỡ, nó có cái kích cỡ nhất định. À, khi mà mình về mình muốn làm một cái chiếc loa đó thì mình phải dựa theo cái kích thước của cái lưới đó. Tại vì các bạn biết tại sao không? Khi mà người ta dập xong á, là thường thường nè, cái mé lưới của người ta chừa cái khoảng ngoài. Chừa cái khoảng ngoài là cái thứ nhất là tạo kiểu, cái thứ nhì là cho cái bìa này nó cứng các bạn. Nó không có cái lỗ cho nên là nó cứng. À, những cái dân đó người ta làm để cho nó cứng rồi. Và cái thứ hai nó cũng có một cái kiểu nữa. Mà nếu như các bạn đóng theo cái ý của mình thì về các bạn cắt đi những cái dân đó thì nó cũng giống hệt như cái miếng lưới này thôi, chứ nó không có khác gì hết nha các bạn nha. Nhưng mà mình thật sự mà nói, những cái lưới mà mình đang thiết kế lại và mình suy nghĩ ra những cái mà để mình khắc phục về cái lưới mỏng như thế này thì thật sự nó cực kỳ hiệu quả nha các bạn nha. Đó, cho đến lúc này thì cái lưới bên mình thì các bạn đừng có lo lắng gì nữa. Đó, thì mình sẽ tìm đủ cái mọi cách để mà làm cho cái tấm lưới mình nó chắc chắn. Cũng giống như cái cặp súp vừa rồi đó các bạn thấy không? Mình làm một cái cửa nó đi lên đó các bạn thấy không? Đó, để cho nó giữ cái miếng lưới chúng ta là nó không bị rung, nó không bị yếu đi. Đó, thì nói chung mình cũng đã suy nghĩ và dắt óc dữ dằn lắm để mà mình tạo ra một cái sản phẩm gì đó mà cho nó tốt đẹp hơn nha các bạn nha. Thì mình cũng nói thật với tất cả các bạn, không phải là mình khoe về cái bản thân của mình nha, mà mình sẽ nói cho các bạn biết cái cuộc sống của mình và cái con người của mình và cái tính cách của mình. Thật sự mà nói là không biết sau này là mình có được giàu có hay là đầy đủ nữa hay không thì mình không biết thiệt. Nhưng và đối với cái cuộc đời của mình thì hồi đó tới giờ mình ít có khi nào mà đầu hàng số phận lắm các bạn. Nó thật sự đó, mình thật sự mà nói là cái nghị lực của mình rất là lớn các bạn. Mình thấy cái gì mà mình không đúng rồi, hoặc là những cái gì mà nó không hoàn hảo về những cái sản phẩm của mình rồi, thì mình luôn luôn là dắt óc suy nghĩ rất là nhiều để mình tạo ra những cái gì đó để mình khắc phục cái điều đó. Bởi vậy cho nên á, nhiều khi á, các bạn cũng đừng có mà buồn là tại sao? Là tại các bạn đặt hàng trước ha. Và sau này mình tạo ra những cái sản phẩm đó nó đẹp hơn hoặc nó chất lượng hơn, thì cái đó thì mình thật sự mà xin lỗi tất cả các bạn, là tại vì á, cái con người, mỗi con người chúng ta không thể nào dậm chân tại chỗ được đó. Mình càng ngày mình phải tiến xa hơn đó, cho nên về cái vấn đề đó thì các bạn mua sau thì nó sẽ được cái mẫu sau, và mua trước nó sẽ được cái mẫu trước. Đó, giống như một cái sản phẩm các bạn mua là một cái đời trước hoặc là cái đời sau vậy đó các bạn. Cái đời sau á, thì nó phải cải cách hơn cái đời trước. Giống như mua xe, mua cộ, hay là hoặc chúng ta muốn cất nhà đồ này kia đó, các bạn thấy không, càng lúc nó sẽ càng có cái mẫu nó sinh ra nữa đó, càng lúc nó còn có cái mẫu mã nó ra đời theo cái phong cách mới các bạn đó. Cho nên vì vậy mà những cái bạn mà đã mua cái sản phẩm bên mình mà cái sản phẩm đó nó chưa được đúng như cái yêu cầu của tất cả các bạn, chưa được ưng ý các bạn, thì các bạn thông cảm bỏ qua cho. Nhưng mà thật sự các bạn không biết mình quay qua cái điện thoại các bạn nhìn như thế nào, nhưng mà thật sự mà nói là cái thùng này thật sự cực kỳ là có duyên nha các bạn nha. Có duyên cực kỳ các bạn. Tại vì ở đây nó có một cái này thì mình đã làm giống như một cái kiểu các bạn. Một cái kiểu là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái độ cứng nó cực kỳ cứng các bạn nè. Các bạn thấy cứng dữ lắm. Cái này là không có đường nào mà các bạn mà nhúc nhích nó nổi đâu. Tại vì cây sắt mà các bạn để đứng gì, các bạn để dẹp như gì có thể là các bạn làm nó cong nổi.
Còn khi mà cái miếng la mà nó đã chịu nằm như thế này rồi thì nó không có đường nào mà nó cong nổi các bạn ha. Chỉ là cái dáng của các bạn có thể là nó trọng thương được, nhưng mà cái này là bảo đảm với bạn không bao giờ có. Nó cứng là cứng, người ta gọi là cứng như sắt là có nha các bạn nha. Nó cứng hơn cái tấm dáng mình đang ấy nữa các bạn. Nó cứng hơn cái tấm dáng mình hiện tại đang đóng nữa. Thì hôm nay thì trời mưa quá lớn luôn nè các bạn ơi. Cũng đang mưa, các bạn nghe tiếng mưa dữ dằn, mưa lắm, mưa dữ dằn lắm. Đó, thì mình định ra tỉnh mình mua cái mốt này nè. Chuyến rồi thì mình còn dư được miếng, mình bông được thùng. Đó, mà mình đã hết rồi thì mình dự định là tính là chạy đi mua để bông cho rồi các bạn ơi. Mà ông trời ổng mưa lớn quá cho nên là đi không được. Mà trong lòng cũng sợ nữa. Sợ là khi mà nó đã hoàn chỉnh cái cặp vỏ này rồi đó, mà không gửi được cái video cho các bạn xem, thì một cái điều rất là đáng tiếc là tại vì các bạn không biết là khi nó hoàn thành nó như thế nào. Và nếu như mình mà giao cho khách mà giao kiểu giao gấp á, thì mình không thể nào làm video được. Tại vì mình làm cái video này á thì nó đã mất khoảng mười mấy phút các bạn ơi. Nhưng mà thật sự các bạn cũng đã biết rồi, cái công việc của mình thì không khi nào mà ngưng nghỉ được nha các bạn nha. Làm xuyên suốt, làm ngày làm đêm luôn các bạn ơi. Nói chung thì lúc này cái đơn hàng còn rất là nhiều, cho nên là mình giải quyết được cái đơn hàng nào trước là mình nói thiệt. Không phải nói cho mình muốn đốt nhang, mình cầu nguyện là mình cảm ơn trời Phật cái nấy đó các bạn. Thật sự nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà cái mệt mỏi đó nó rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là như thế nào? Là những cái các bạn á, đó, những người và những các bạn á, luôn luôn yêu thích mình đó, luôn luôn ủng hộ mình đó, cái gì cũng gọi hỏi thăm, cái gì cũng muốn gọi để mà trao đổi qua lại. Thật sự rất là quý các bạn này đó. Thì một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn trên mọi miền đất nước đó, và những người trong kênh hoặc là những người ngoài kênh không đăng ký kênh, họ vẫn xem cái video của mình, thì mình cảm ơn rất là nhiều luôn. Là tại vì có một người mới có được nhiều người các bạn đó, có một lượt đăng ký nó mới có được 2 lượt đăng ký, và nó có 1.000 lượt đăng ký đó. Thì mỗi người á là một khách quý của mình hết các bạn đó. Cho đến thời điểm hiện tại bây giờ á, là những cái gì đó mình có được là do các bạn ban cho đó. Chứ không phải là một mình của mình là mình muốn quyết định mình làm được gì thì làm nha các bạn nha. Đó, thì cái lời đó là cảm ơn chân thành của mình nhất. Đó, thì mình cũng xin chúc cho tất cả luôn luôn được mạnh khỏe, để chúng ta cùng đồng hành và thấy những cái gì đó nó vui vẻ trong cuộc sống. Và những cái món gì mà chúng ta nhìn vào chúng ta có được cái sự đánh giá. Đó, chúng ta không bao giờ thì nói chung thì mình vẫn suy nghĩ đó, là mình luôn luôn muốn là cái cuộc sống mình nó mãi mãi như thế, nó còn sống trên trần gian mãi mãi. Nhưng mà điều đó chắc chắn là không thể nào các bạn. Cho nên chúng ta sống ngày nào cho nó chất lượng cái ngày nấy các bạn ơi. Đó, cái số lượng thì chúng ta không thể nào tính được, nhưng mà cái chất lượng chúng ta phải cần phải có. Cho nên là những cái gì mình chia sẻ cho tất cả các bạn, và các bạn luôn ủng hộ cho mình luôn trân trọng từng ngày, từng phút, từng giờ, từng giây các bạn ơi. À, thì vào những cái lời comment của các bạn thì mình thấy cũng rất là cảm ơn. Là tại vì các bạn nói là mình lập cái xưởng đi để rồi thuê người đang làm. Nhưng mà thật sự những cái lời đó thì mình thật sự rất là cảm ơn. Nhưng mà muốn làm một cái công việc như thế cần phải có vốn liếng, có mặt bằng, phải đầu tư các bạn ơi. À, thì nếu mà thật sự như đúng như cái lời chúc của tất cả các bạn vậy, thì nếu sau này mình may mắn được vậy thì mình sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, thì bây giờ mình sẽ kết thúc cái video các bạn ơi. Cái điện thoại báo nữa rồi, 14 phút mấy rồi đã báo rồi các bạn. Rồi, thì bây giờ mình xin kết thúc nữa các bạn nha. Để thôi là lát nữa mình sẽ có những cái lời mà không, cái lời kết thúc không được, thành ra cái video của mình nó kết thúc một cái cách đáng hậu. Thì bây giờ mình xin kết thúc tại đây nha các bạn nha. Rồi, hẹn với các bạn là một cái video kế tiếp. Rồi, mình xin kính chào, tạm biệt.